đồ gỗ không bằng về giá, chỉ có tại đồ gỗ Băng Thang nha quý vị. Chào em. Dạ vâng, chào anh. Ngồi này. Này nhà mình bao tiền nhỉ? Là cái này là. Đúng cái này. Dạ vâng, cái này của nhà cái em. Cái này. Là cái này. Có cái này. À. Đây bao tiền nhỉ? Khoan. Anh cứ từ, bây giờ anh từ sàn đây thì em mời anh sang bên kia uống nước và em sẽ dẫn anh đi để xem tất cả các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất nhà em và cùng tìm hiểu ạ. Ok em. Úi giời. Nhà em nhiều đồ đẹp thế. Dạ vâng ạ, đây cũng chính là cái những các cái điều mà tất cả các bác khách hàng đến nhà em đều cảm thấy như thế. Và đấy, thế nên là em mới muốn à, thời gian chúng ta còn rất dài, em mời anh uống nước rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từ các cái sản phẩm một. Bởi vì là khi mà đi tìm mua đồ gỗ thì có rất là nhiều cái để chúng ta cần phải tìm hiểu. Đấy, thế nên là anh cứ từ từ bình tĩnh, nhà em còn rất là nhiều đồ để anh có thể chọn lựa. Và đầu tiên mà khi mà chọn lựa đồ gỗ thì đầu tiên phải nói đến rằng là cái tiêu chí về cái nét đẹp và anh thích cái sản phẩm gỗ gì và thích cái kiểu dáng như thế nào. Ví dụ như là hai cái bức tượng Di Lặc đây, anh có thấy không? Hai cái bức tượng Di Lặc đây thì hai cái bức tượng đều là Di Lặc, nhưng mỗi bức nó lại là một cái kiểu dáng khác nhau, mỗi bức lại là một cái bố cục khác nhau. Và anh thích bức nào trong hai bức này ạ? Thì cái chỗ anh kê thì nó sẽ là cái bức nhỏ hơn, bức hơi to. À thế à, đấy cái vị trí cũng là một cái điều rất là quan trọng. Ví dụ như là nếu mà bức to này thì anh mang về nhà mà anh không có chỗ kê thì cái bức này nó cũng không còn giá trị nữa, mà cái bức nhỏ kia nó rất là phù hợp với lại cả trên bàn hoặc là ở tủ kệ trang trí của nhà anh. Thì đấy, cái điều đấy thì là chỉ có một mình anh biết thôi. Thì em chỉ hỏi anh rằng là anh thích bức nào và cái vị trí của anh kê ở đâu và cái kích thước thế nào để em sẽ tư vấn cho anh là cái sản phẩm phù hợp. Đấy, anh thấy không, hai bức đều đẹp thế nhưng mà nó lại còn phụ thuộc vào cái vị trí của anh có kê vừa hay không nữa. Và cái điều thứ ba khi mà anh chọn mua đồ gỗ chính là cái giá trị mà cái sản phẩm đấy mang lại. Những các cái sản phẩm mà nó có thể dùng cho hàng ngày được, ví dụ như là những các cái giá rượu rồng này. Đấy, giá rượu rồng thì khi mà anh có khách thì anh để những các cái chai rượu ở đây để tiếp khách. Đặc biệt là những các cái ngày Tết thì nhà em bên em bán được các cái sản phẩm đấy rất nhiều. Bởi vì là ngày Tết thì mọi người thường hay đến nhà uống rượu vang. Đây, mọi người sẽ để cái chai rượu vang ở đây ở phòng khách hoặc ở phòng bếp, ở phòng ăn ấy ạ. Và cái thứ hai là những các cái sản phẩm nó mang lại cái giá trị mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Ví dụ như là cái khay trà này cũng thế. Chúng ta có thể để những các cái trà lướt lên đây để khi mà chúng ta ngồi chúng ta thưởng trà thì không chỉ là làm cho cái khẩu vị nó ngon hơn, làm cho cái không gian nó sang trọng hơn, mà nó sẽ làm cho mình cảm thấy rằng là được rất là thư thái. Và có những các cái mà làm cho mắt ta cảm quan chúng ta thấy thích thì chúng ta sẽ thấy rất là an nhiên. Hoặc là những các cái gạt tàn thuốc lá bằng chất liệu gỗ mun như đồ gỗ Băng Thang đang đục ở đây. Đấy, anh có thấy đẹp không ạ? Trên cái chất liệu gỗ mun hoa và đặc biệt là đục tay ấy nha, có cái giá trị sử dụng rất là cao. Và cái sản phẩm này thì dùng rất là bền, không thể vỡ được rồi. Chỉ có khi thì chỉ có là anh cảm thấy không thích nữa thôi, nhưng mà cái này là đục bằng tay nên là càng nhìn ngắm thì anh lại càng cảm thấy rằng là rất là mê. Và anh cứ ngồi đi, đây là cái bộ bàn ghế nhà em, một cái mẫu bàn ghế minh quốc coi rất là đẹp đẽ. Và không chỉ có tường gỗ đâu mà những các cái sản phẩm bàn ghế tủ kệ thì khi mà anh sử dụng trong cái không gian của ngôi nhà mình thì thực sự là có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. Đặc biệt với gỗ mun anh nhá, ở gỗ mun là một cái chất liệu gỗ mà càng sử dụng thì nó càng bóng càng đẹp và nó vô cùng là bền với cả thời gian. Đó, rất là bền với cả thời gian. Và anh nhìn thấy không, các cụ ngày xưa thì có những các cái mẫu bàn ghế mà dùng được cả 15, 20 năm mà bây giờ vẫn rất là đẹp, vẫn rất là sáng và nó cái giá trị của nó là càng ngày càng cao. Nên là thực sự là đây, cái chất liệu gỗ mun này là một cái chất liệu gỗ mà phải nói rằng là nó rất là bền với thời gian mà anh có thể để từ đời này sang đời khác để cho con cháu, để sau này biết rằng là cụ để lại cho các cháu cái bộ sản phẩm này đây. Và một cái giá trị mà hẳn là các bác mà đi mua tượng gỗ không ai có thể bỏ qua đó chính là giá trị về mặt phong thủy. Ví dụ như là những các cái sản phẩm mà trấn trạch từ tà hay là những các cái sản phẩm mà đem lại cho chúng ta cái sự vừa nhanh nhạy, linh hoạt trong việc mà tính toán hay là buôn bán kinh doanh. Và hoặc là anh có thể kê những các cái sản phẩm mà đem lại những các cái vượng khí cho không gian của gia đình nhà mình như là bức thần tài hay là cái bức cây tùng này của đồ gỗ Băng Thang tạo lên là một cái không gian rất là đẹp đẽ. Đặc biệt là một cái cây mà đem lại được cái vượng khí cho không gian của ngôi nhà mình thì ai ai cũng thích rồi phải không ạ? Thì những cái chia sẻ của em thì anh cũng cảm thấy là mình cũng được mang thêm kiến thức. Đã chưa đâu anh. Còn một cái nữa em muốn nói với anh để anh có thể tham khảo đó chính là về phần giá. Về phần giá tiền thì đấy chính là cái rẻ nhất để anh có thể mua được về cái đam mê, mua được về cái phong thủy tốt cho gia đình mình và mua được về một cái sản phẩm để bài trí cho cái phong không gian của nhà mình thêm mới mẻ hơn. Cái giá tiền chỉ là cái tiêu chí cuối cùng thôi. Bởi vì là thực sự là các cái sản phẩm này mà mua ở tại nơi sản xuất cho chúng em thì nó rất là rẻ so với lại cả cái giá trị của nó đem lại cho không gian của gia đình anh. Và đấy chính là những các cái gì mà em muốn chia sẻ với anh. Đấy, thế nên là bây giờ anh chọn cái sản phẩm gì thì
lưu ý về bốn cái lưu ý đầu tiên là về, thứ hai là về không gian của anh có kê được vừa hay không, và thứ ba chính là về cái giá trị của nó đem lại cho không gian của gia đình anh, nó có đầy đủ như điều mà anh mong muốn hay không, và cuối cùng thì em sẽ báo giá cho anh để anh có thể chọn lựa. Dạ vâng. Anh rất thích cái bức đi lạc kia thì em cho anh bức đấy nhá. Dạ vâng, thế thì em nhất định sẽ cho anh ạ. Em cảm ơn anh. Đam mê đồ gỗ không bằng về giá, chỉ có tại Đồ Gỗ Băng Tan nhá quý vị. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ Gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ Gỗ Vương Thao, uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.